Rồi mình giới thiệu với các bạn cây lan ngải đồng đôi này. Các bạn tháo ra như này. Đấy. Tháo ra này. Bên trong nó có những cái thanh sắt để nó giữ điếu ngải bên trong. Đấy. Và cái đầu này nó có cái bạn như này. Thì trong này nó có lò xo. Đấy. Sau đó cái điếu ngải ấy, thì các bạn bẻ đôi nó ra. Nó dài quá các bạn bẻ đôi ra như này. Sau đó các bạn cho điếu ngải vào bên trong. Các bạn lắp cái thanh sắt lò xo này vào. Sau đó các bạn dùng bật lửa này các bạn này. Dùng bật lửa các bạn đốt. Đấy. Đốt như này. Đấy, đốt nó làm đốt cháy cái điếu ngải bên trong, đồng thời nó làm nóng cái thanh đồng này luôn. Sau đó mình nắp, sau đó mình nắp vào này. Nắp vào. Đấy, nắp một cái nắp này, mỗi một bộ đồng đôi có một cái nắp này. Sau đó các bạn lăn cái này trên vùng cổ gáy, chữa thoái hóa đốt sống cổ gáy, co cứng cổ gáy, hoặc là lăn trên tay, lăn trên chân. Đấy, mình không những sử dụng một cái này mà mình sử dụng cả hai điếu ngải. Ví dụ mình sẽ nắp thêm cả một điếu vào bên này. Đó. Thì nó gọi là lan ngải đồng đôi. Các bạn nhìn thấy này, hai bên nó đều có hai điếu ngải. Sau đó mình lắp nó vào hai cái này vào. Đó. Thì khi này cả hai điếu ngải nó cùng cháy thì mình lăn trên cái vùng bụng này. Trên vùng bụng này để giảm béo. Cái này quan trọng nhất này, để giảm béo. Sau đó các bạn lăn trên vùng lưng để chữa đau lưng, thoái hóa đốt sống lưng. Đó. Hoặc là lăn trên mông đùi. Thì các bạn sau khi dùng xong rồi ấy, thì các bạn tháo cái này ra, sau đó các bạn đập vào cái tàn tàn, các bạn đập cho nó tàn nó rơi đi. Sau đó các bạn không dùng nữa thì các bạn tháo cái này ra và các bạn đỡ lấy cái điếu ngải này. Các bạn đỡ lấy điếu ngải như này. Đấy, các bạn lấy điếu ngải ra, sau đó các bạn tắt nó đi và hôm sau các bạn nhìn tiếp thì các bạn thành công.